em gái nuôi tác giả trang y hà nhà ông cậu của tôi ở phương nghĩa bốn sắc phi trường con tum chỉ ngăn cách bởi con đường nhựa từ nhà cậu tôi đi ra cổng chính phi trường chừng ba trăm mét đứng trong sân nhà ông cậu tôi vẫn thấy máy bay vận tải hàng nặng caribou C-47, C-130 lên xuống, kể cả máy bay hàng không dân sự. Còn máy bay trực thăng, máy bay trinh sát L-19 thì hầu như có mặt thường xuyên. Máy bay lên xuống như thoi cưỡi, lính chiến dàn dày theo nắng mưa. Tôi không biết ông cậu của tôi từ Duy Xuyên, Quảng Nam đổi lên con tung từ năm nào chỉ biết ông là lính mang cấp bậc thường sĩ làm việc ở ban ba hành quân ông biết sửa xe và lái xe quân sự gmc vùng cao nguyên đất đỏ đương nhiên ai cũng biết nhưng vùng trũng thành phố con Tung bao bọc bởi dòng sông đắk la đất trắng nhách vùng đất trắng và hơi pha màu mỡ gà kéo dài đến tận trung tính Phương Quý, Phương Hòa, Trung Nghĩa, Tân Phú. Nhìn trên mặt đất thấy màu bạc. Nhưng khi đào giếng lấy nước thì đất bên dưới rất chặt, mịn, dẻo, trăng trắng, mang dạng đất sét cao linh. Giếng đào sâu khoảng 4 hay 5 mét là có nước. Nhà nào cũng có một hoặc hai cái giếng. Mỗi cái giếng người ta thiết kế một cái cần vọt để kéo nước thay vì phải dùng sức người. Cậu tôi cũng như bao người dân ở phương nghĩa bốn này. Cái nghề duy nhất để sinh sống là trồng đủ các loại bầu bí, rau cải quanh năm. Thật ra chỉ có mợ tôi làm rau, còn cậu tôi loay hoay ở đồn. Ông chỉ phụ giúp khi nào rỗi rảnh nhà tôi ở bên dòng sông Đắc Si, cách tỉnh Lì Con Tung chừng 30 cây số đường về hướng Đắc Tô. Tôi hay đạp xe về thăm cậu mờ khi có dịp. Mỗi lần về thăm, người mừng vui nhiều là mờ tôi. Vì tôi thích kéo nước với cái cần vọt để giúp mờ tưới rau. Tôi kéo nước đổ đầy hết các lu, sau đó tôi tưới những luống rau cải Cậu tôi cũng mừng vì ông rất thích ăn ớt hiểm uống rượu. Loài ớt trái nhỏ còn gọi là ớt chuột do chim ăn và ỉa ra mọc hoang trong rừng. ớt rất cay khi còn xanh. Đến khi ớt chín trở màu vàng, ớt bớt cay và cũng không còn mùi thơm. Biết tính cậu nên mẹ tôi chuẩn bị ớt thật nhiều đem làm quà. Còn mở tôi thích măng tre le với rau dớn vậy là lần nào về tỉnh tôi cũng đèo theo cái bao toàn ten phía sau xe những tháng nghỉ hè sau này tôi về ở nhà cầu mợ có khi nửa tháng hoặc một tháng tôi vào chơi khắp chốn tôi thích nhất là ra cuối phi trường nơi đây có lò gạch lò ngói và các bụi tre tàn che rộng như cái lọng bên dưới sạch sẽ yên lặng nhiều lối mòn quanh co như vườn địa đàng. Không biết có phải vậy không mà người ta đặt tên nơi đây là Paradise. Tôi ra sông Đắc La tắm. Thời gian này tôi có quen mấy người bạn và chơi với họ rất thân. Tôi thích nhất là được vào rạp Thanh Bình, đối diện với ti cảnh sát xem cinema thỉnh thoảng cậu hay mợ dẫn tôi đi xem phim đôi khi đi với chị gái tôi có người chị nhà chị ở đường phủ mô tôi thường qua lại hai nơi chứ không nhất thiết phải ở một chỗ cái thích thứ hai của tôi là nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót ngân xa trong làng sương mờ khi thì văng vẳng khi thì dồn dập Năm đúng tuổi, tôi vào lính được mấy năm. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, mất quận Đắc Tô. Tôi và gia đình chạy thoát về tỉnh Lì, sau đó tử thủ trong mùa hè đỏ lửa. Tôi được bố trí về phụ trách phần việc tài tỉnh, thay thế chức vụ của ông trưởng phòng tâm lý chiến cũ, vì ông bỏ nhiệm sở không trở về cũng trong thời gian này, tôi được tin ông anh ở Sài Gòn và bà dì ở Phú Nhuận cho biết mẹ và các em tôi được bằng an trong lần di tản khỏi con tung. Mẹ tôi không trở lại con tung nữa. Ruộng rẫy nhà cửa mất hết. Trở về lấy cái chi mà sống. Khoảng nửa năm 1972, trong một chuyến công tác về Sài Gòn khi xong việc tôi trở lại ga hàng không việt nam nằm ở đầu đường phạm ngũ lão để ra sân bay trở về con tum thấy thời gian còn quá sớm tôi bước đi lang thang trước chợ bến thành tìm mua quà cho cậu mợ và bà chị tôi chợt thấy người ta bán xoài xoài trái nào cũng bự chín vàng trông rất đẹp đi loanh quanh không biết làm sao mà mua, sợ mua lầm. Tôi thấy một bà má chừng 60 tuổi ngồi lửa xoài. Đứng phía sau lưng bà là cô gái trạc 20 tuổi, dáng người ôm ốm, cao cao, không đẹp nhiều, nhưng có duyên, dễ thương, và một cậu em chừng 13 tuổi. Tôi lần la lại ngồi xuống, nói thưa má, con muốn mua chục xoài về làm quà mà không biết mua. Má làm ơn mua dùm cho con với. Chỉ còn nửa tiếng nữa là con lên máy bay trở về đơn vị ở Con Tung rồi. Bà Mã quay lại nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. Con là lính về phép hả? Trong con còn trẻ quá. Tôi cảm nhận được ánh mắt thân thiện đó. Tôi nói, Dạ thưa má, con vào lính được 5 năm rồi. Tôi xưng tên, má cũng xưng tên. Má cũng giới thiệu cô con gái của má cùng cậu con trai đứng kế bên. Má nói, Này con trai, bất ngờ gặp nhau giữa đàn, cứ coi như là cuộc hạnh ngộ má coi con như con nuôi của má có đi đâu thì đi nhưng có dịp về sài gòn thì ghé thăm má thăm các em con người con gái lấy giấy ghi địa chỉ nhà tôi cũng ghi số kbc bà má nói tiếp đây là chục xoài chục mười hai trái má đã lựa sẵn con cầm lấy mà đi về cho kịp giờ. Lần sau có được đi phép vô Sài Gòn, ghé nhà má mà nghỉ ngơi. Nhớ viết thư cho má, má chờ tin con. Tôi lấy tiền ra đưa má, má nói: Má biếu cho con, cũng là biếu cho con trai của má vậy. Tôi bay còn trẻ mà phải xa nhà, thiệt là khổ má thương các con lắm trong lòng tôi bùi ngùi như chực khóc tôi biết lòng má cũng lưu luyến như tôi người con gái và đứa con trai cũng vậy mới gặp nhau mà sao như đã có hẹn từ kiếp nào tôi vẫn làm việc bên phòng tâm lý chiến nhưng bên phòng tài chánh lại nhờ tôi hàng tháng mang hồ sơ lương của đơn vị vô Sài Gòn, giao nộp và nhận chi phiếu đem về. Tờ sự vụ lệnh tỉnh cấp, thời gian 7 ngày, đi bằng đường hàng không dân sự, đôi khi cũng đi bằng máy bay quân sự như C-47. Sở dĩ các anh bên phòng tài chánh nhờ tôi đi thay là biết tôi có người thân ở Sài Gòn khi đi vô đó sẵn có chỗ ăn, chỗ ngủ và nhờ phương tiện của người thân đi lại đỡ tốn kém. Với số tiền công tác phí cho 7 ngày, khoảng 3.000 đồng, thì chẳng thấm vào đâu ở cái đất Sài Gòn hoa lệ. Đương nhiên sẽ thâm vào tiền lương là điều không thể tránh khỏi. Hồ sơ tài chánh giao cho bộ trực ngành, nhân viên ở bộ xem xét, có khi sai như thêm hoặc bớt về tình trạng nhân sự vợ con của lính trong hồ sơ lương tháng thông thường các anh ở bộ ưu tiên cho những tỉnh ở xa tuy nhiên tôi cũng biết chuyện nên các anh thường bỏ qua những sai sót nhỏ nhất là thiếu một vài chữ ký của đơn vị trưởng hay làm lại một vài bản tài chánh chưa đúng tôi ký thay y chang chữ ký của đơn vị trưởng và đem nộp trở lại dĩ nhiên tôi phải tập nhái chữ ký của đơn vị trưởng với sự đồng ý của ổng đường xã xa xôi làm sao mang bản lương sai sót trở về đơn vị làm lại sau đó các anh chở tôi ra tổng nha tài chánh trên đường nguyễn huệ nhận chi phiếu đem về giao cho ty tài chánh tỉnh và rút tiền hồ sơ tài chánh tôi hoàn tất chỉ trong ba ngày tôi quyết đi tìm nhà má nuôi tôi mượn chiếc xe gắn máy suzuki của ông anh rồi lần theo địa chỉ ghi trong giấy đây rồi nhà ở bến hàm tử phía bờ sông đối diện cổng sau bệnh viện chờ quán con hẻm ngắn chủng và rộng một thước rưỡi đi thẳng vào cuối con hẻm, quẹo phải là căn nhà ba má nuôi, nửa nằm trên bờ, nửa nằm vắt dưới sông. Phần nhà trên sông lát ván sàn trong gồ ghề, có lan can bằng tre tầm vong, có chiếc võng treo toàn ten. Nhìn lên bàn thờ tôi biết gia đình ba má theo đạo cao đài. Trong ba nuôi khoảng 70 tuổi, đẹp lão, ba má ăn chay trường. Em gái nuôi học xong phổ thông và theo học tiếp 2 năm về y tá điều dưỡng, hiện đang làm trong bệnh viện chờ quán. Người anh đầu có vợ, hai con cùng trạc tuổi tôi, đang đóng quân ở Bến Cát. Tôi chưa hân hạnh được gặp mặt anh ấy. Em gái nuôi dẫn tôi vào bệnh viện và giới thiệu với bạn chúng tôi đi chợ hòa bình. Tôi lẻo đẻo sách giỏ theo sau. Em gái tôi nói giọng miền Tây nghe êm tai. Về nhà em gái trổ tài nấu nướng. Món ăn miền Tây tôi chưa bao giờ thấy chứ nói chi là ăn. Tôi sinh ra ở Quảng Nam, lớn lên trên rừng núi Con Tung, chỉ biết măng lè, rầu dớn, Bữa cơm gia đình hôm nay có canh tôm nấu với bông so đũa, mắm cá linh ăn với bông súng, cù nèo, rau đắng. Ba má nuôi thì ăn cơm với đậu hũ chiên, canh hẹ nấu với tàu hũ, đậu bắp hấp cơm chấm với chao. Nói chung, những thứ này tôi mới biết thưởng thức lần đầu. Những lần về sau này, em gái nuôi còn cho tôi ăn các món khác cá lóc thui, chuột đồng, thịt rắn, ốc bưu xào với lá nhầu, bông điên điển nấu với cá linh. Ngon ơi là ngon! Con hẻm nhỏ này cũng là cái bến cảng của một số ít các ghe thuyền từ miền Tây về đậu. Người ta chuyển nông sản, trái cây, rau các loại và bông hoa, có cả gạch, ngói, đất sét để làm lò và lò đã làm sẵn. Khoảng ba bốn ngày hay một tuần lễ, ghe thuyền mới ghé bến một lần. Dòng kinh sâu, nước thủy triều dâng lên trong vắt. Ba nuôi tôi lấy gầu múc nước, đổ vào lu để dùng trong nhà cầu. Nước ăn, uống, tắm thì dùng nước máy. Tôi và thằng em nuôi rủ nhau nhào xuống sông bơi qua bên kia bờ em gái nuôi tôi chưa nuôi một ngày nào luôn giữ một khoảng cách với tôi trong cử chỉ cũng như lời nói em viết thư cho tôi nhưng vẫn sử dụng ngôn ngữ trẻ con xa lạ chúng tôi thỉnh thoảng hay đi xem phim ở rạp lê lợi có lần tôi hỏi chừng nào em gái có chồng vậy hứ em gái nuôi quay lại thở ra anh chưa có vợ thì cớ gì hỏi em bao giờ có chồng? Tôi cười cười, nói. Nghề lính của anh rầy đây mai đó. Lấy vợ sẽ làm khổ cho người con gái. Chứ không phải anh không muốn có vợ. Đó cũng là một lý do chính. Cô em nói tiếp. Anh biết không, chị dâu em mỗi đêm ôm hai đứa con mà khóc vì nhớ anh trai của em đó em thương chị dâu lắm chị cũng thương em hai chị em tâm sự như đôi bạn em nhìn tình cảnh chị mà lo cho số phận mình sau này biết đâu rồi cũng có chồng là lính em thương hai đứa cháu của em nếu anh em chết trận hai đứa nhỏ mất cha thì đau khổ biết chừng nào càng nghĩ em càng thấy sợ lắm anh ạ à. má em nói khi chưa có anh má chỉ lo và nhớ mỗi một mình anh trai của em thôi giờ có anh má lại lo cho anh nữa lòng má em nghĩ thế nào thì lòng chúng em cũng nghĩ về anh như vậy anh có biết tại sao em xin rất nhiều ảnh của anh không anh trai em cũng như anh đời trai chinh chiến biết sống chết giờ nào giữ lại được cái gì thì hãy giữ tôi suy nghĩ miên man về lời nói của em gái nuôi đã là ba má ruột hay ba má nuôi tấm lòng thương yêu lo lắng đối với các con cũng đều như nhau quả thật là tình thương yêu của cha mẹ bao la như biển cả huống hồ đây chỉ là một sự tình cờ mà tôi gặp má và hai em đã để lại trong lòng tôi một thứ tình cảm ba má anh em rất là thiêng liêng tôi nhìn em gái nuôi tràn đầy yêu thương yêu thương không khác gì năm người em gái ruột của tôi má nuôi có hai người con trai ruột má vẫn sợ mất đi vì chiến tranh má muốn có thêm một người con trai nuôi như tôi dù tôi không bao giờ ở gần bên má thông thường những người em gái ruột hay em nuôi cũng vậy họ thương yêu anh trai ngoài ba má ra anh trai cũng là một chỗ dựa an toàn chiến tranh chắc chắn sẽ đưa những người anh của họ về đất đối với họ lớn lên phải lấy chồng dù trong thời chiến chinh cũng phải lấy chồng lấy lính hay dân thường cũng phải lấy bởi tuổi xuân của người con gái chỉ có ngần ấy thời gian ngắn ngủi trong thời chiến dù có lấy ai đi chăng nữa nhưng khi chiến sự xảy ra cũng đều chịu chung cảnh chết chóc tang thương và chia ly tôi vẫn đi đi về về giữa con tum và sài gòn nhưng công việc sau này càng ngày càng nhiều hơn ít có thời gian ở lại sài gòn lâu vài tháng tôi mới ghé về thăm mẹ ruột các em nhưng cũng chỉ ở lại một đêm và tôi vẫn tới thăm gia đình mẹ nuôi có đôi lần vì công việc gấp không ghé nhà được, tôi chạy xe thẳng vô bệnh viện gặp em gái nuôi, gửi chút quà. Em mừng rỡ lắm, nhưng khi nghe nói anh phải đi gấp, mặt em gái sụ xuống liền, trông thật tội nghiệp. Em nhìn tôi nói với một giọng tha thiết: "Không ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình hay sao?" trong lòng tôi phân vân nửa ở nửa đi thôi lần sau vậy nha em anh bận công việc quá em ạ à. cho anh gửi lời xin lỗi ba má và em trai lần tới về anh dẫn các em đi xem phim nha nói xong tôi quầy quả ra đi đó là lần gặp cuối cùng khi sài gòn chưa mất đêm nghe đàn pháo tóc cha bạc, hầm trú mẹ ngồi nước mắt chan. Đất trắng thiếu phân pha lẫn cát, còn đi chinh chiến biệt sương ngàn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, phi trường Con Tum hứng hàng trăm quả đạn pháo hỏa tiễn 122 ly của Cộng quân nhà dân gần sân bay nên mọi người di chuyển khỏi tỉnh từ rất sớm. Nên không có thiệt hại nhân mạng nhiều, còn nhà cửa đương nhiên là phải hư hại. Đang đêm, cộng quân lợi dụng sương mù, xua quân vượt sông đắp La, chiếm phân nửa thị xã gồm phi trường, phương nghĩa, tòa hành chính tỉnh, tòa giám mục, nghĩa địa, kể cả khu vực nhà dòng Kunot. Quân đội quốc gia tái chiếm đánh lui còng quân sau 4 tháng tử thủ. Gia đình cậu tôi rời Phương Nghĩa dời về ở đường Tăng Bạc Hổ gần nhà đèn. Tôi có đến thăm đôi ba lần. Sau này ông giải ngủ và về quê ở Duy Xuyên trong những ngày đầu hàng quăng súng tôi không muốn theo mẹ ruột về quê tôi thường nhớ sài gòn sài gòn đẹp sài gòn cao sang nhưng không kiểu cách sài gòn chợt nắng chợt mưa để lại trong lòng người đi hay ở những tình cảm yêu thương không bao giờ phai mờ trong tâm khảm trong lòng tôi tràn đầy những kỷ niệm về Sài Gòn. Tôi bất lực, tôi không giữ được Sài Gòn. Tôi ân hận, tôi xấu hổ với Sài Gòn. Tôi chưa có vợ, chỉ có người bạn gái. Hôm tôi về thăm mẹ và em nuôi, có cô ấy đi cùng. Những ngày sau 1975, lòng người sài gòn rối bời không khí trong gia đình mẹ nuôi cũng không khác gì mấy trên khuôn mặt ai cũng đâm chiêu lo lắng tôi gặp lại người con trai của má nuôi cùng là lính chiến nên chúng tôi mến nhau hiểu nhau gia đình nào có người thân dính líu đến chế độ cũ lại càng lo lắng buồn rầu hơn em gái nuôi hàng ngày vẫn vô ra bệnh viện nhìn nét mặt lành lùm ít nói hình như tránh né mọi người quăng súng đạn tưởng hòa bình trở lại tìm về em mòn mỏi tháng năm dài tia nắng sạm bước quân hành còn mãi hần thù kia ập xuống trề hai vai buổi chiều chia tay tôi trở về nhà ông anh người em gái nuôi cầm tay tôi chầm rãi nói trong những tháng năm chiến tranh tuy ít gặp nhau nhưng anh em mình còn có thể gặp nhau thư từ cho nhau bây giờ hòa bình lại càng xa nhau mãi mãi các anh lại ra đi lần nữa mà lần ra đi này không biết đến bao giờ mới gặp lại. Em linh cảm như vậy. Những người con gái như tụi em vẫn cứ khổ, vẫn cứ chờ đợi. Chờ đợi đến bao giờ hả anh? Lòng tôi trùng xuống vì câu nói mang nhiều ý nghĩa. Là em gái nói cũng có thể hiểu như vậy được. Hay người yêu nói cũng có thể hiểu ra tôi là người bại trần bản thân cũng không biết ra sao trước kẻ thù giờ họ là kẻ chiến thắng tương lai mù mịt không biết số phận của chính mình đẩy đưa về đâu làm sao mà có thể lo cho gia đình chứ đừng nói gì đến tình yêu có khi cái đã có cũng tuột khỏi tầm tay Tôi nhìn người em gái nuôi mà cảm thấy tuổi thân lẫn xấu hổ. Có lẽ người em gái nuôi thấy được nỗi đau khổ lẫn buồn phiền trên khuôn mặt đầy vẻ suy tư, hấp hát của tôi. Tôi chưa kịp nói lời an ủi, thì em đã quay người vội vã bước vô phòng, đóng cửa lại. Thuyền anh neo giữa phong trần sóng xô gió dạt bao lần xót đau. Giờ khắc chia tay của tôi với người em gái nuôi là như vậy đó. Trên đường về, cô bạn gái nói với tôi. Anh biết không? Cô em gái nuôi của anh đã yêu anh tha thiết từ lâu. Cô ấy giấu trong lòng tình yêu đơn phương của mình tình anh em nuôi thiên liêng hòa quyền. Có lúc như một cái bóng mờ mờ ám ảnh pha chút tội lỗi khi nghĩ về tình yêu ấy. Tệ hơn nữa, chính anh cũng không dám thoát ra khỏi cái vỏ kén truyền thống cố hữu đã vô tình hay cố ý tự lừa dối chính mình. Và có thể trong một thoáng nào đó, hai người đã nghĩ về nhau một cách gần gũi, thân mật, phớt qua trong giấc mơ cô bạn gái của tôi còn nói tiếp khi em bước vô ngôi nhà cha mẹ nuôi của anh là em đã cảm nhận ra điều ấy em chính em là kẻ thứ ba phá bỉnh tình cảm của anh đối với gia đình này em nhìn xuyên thấu qua ánh mắt nơi em gái nuôi của anh cô ấy nhìn em một cách lạ lùng có pha chút hờn ghen. Phụ nữ chúng em có một giác quan rất nhạy bén trong chuyện tình ái, yêu thương. Chúng em là phụ nữ hay ghen mà. Rồi một ngày nào đó có thể em cũng sẽ bỏ anh. Nhưng cô ấy thì không bao giờ. Vẫn nhớ anh suốt kiếp cho dù cô ấy có lấy chồng. Cô ấy yêu anh bằng trái tim của người con gái yêu người con trai và một tình yêu anh em nuôi thiên liêng lòng vào nhau xung đột gây gắt cũng không kém phần đau khổ cho hai người đâu. Tôi phủ định thẳng thần những lời của cô bạn gái nói nhưng trong lòng cũng thoáng một nỗi hoài nghi. Tôi đi tù cải tạo cô bạn gái của tôi bỏ tôi ra đi thật chẳng qua là cô ấy quá tuyệt vọng làm sao biết được bao giờ tôi trở về hay là chết rục ở đâu đó cô ấy còn tương lai cô phải lo một khi xuân sắc từng ngày héo tàn cô ấy có cá tính rất mạnh mẽ và quyết đoán để ra đi Cô ấy không có lỗi phải gì trong tình huống này. Tôi không buồn phiền hay giận hờn cô ấy. Tôi chỉ nhớ cô ấy. Từng đêm thương nhớ cuồng đầu óc. Bầu ở phương trời có biết không? Những tưởng xe duyên và kết tóc. Rào vây, nguyệt rụng, hận trong lòng. Khi bước vào năm thứ tư đại học, cải tạo. Cảm thấy chuyện được thả về nhà là quá xa vời như bóng chim tâm cá. Buổi sáng, buổi chiều, nhìn lên đỉnh núi, mây trắng, mây đen kéo nhau bay qua từng đàn, mà không biết làm sao gửi chút tình nhớ thương về phương trời nào đó. Và phương trời nào đó, những người mình nhớ thương có còn nhớ thương hay không? biết bao câu hỏi hiện ra trong tâm trí ngày ngày. Có ai đâu đủ thẩm quyền để trả lời. Nhìn qua, nhìn lại. Những thằng bạn tù nằm co ro bởi cùng một nỗi xót xa như nhau mà. Lao động mỏi, đêm chập chờn giấc ngủ. Rệp thâm non, càng máu, mũi ru hời. Áo tù mỏng nhìn ra màn sương phủ. Dế tuổi lòng trỗi điều hát chơi vơi. Đau khổ thể xác bởi lao động là vinh quang còn chịu đựng được. Đau khổ về tinh thần với những tội lỗi oan nghiệt từ đâu ọc xuống càng thê lương hơn. Suốt mấy năm dài ở đại học cải tạo quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đề tài chửi mỹ ngụy tôi nhớ câu ngàn ngữ ấn độ khi con bò dắt vào đất thánh khi dắt nó ra nó vẫn là con bò tôi tự nghĩ mình có phải là con bò hay cái trại tù này là đất thánh trong lòng tôi vẫn nhớ tới hai gia đình mẹ ruột các em gái ruột. Đồng thời nhớ ba má nuôi và cô em gái nuôi ốm tâm teo. Tôi lo lắng không biết gia đình họ có còn ở Sài Gòn hay tới một vùng đất kinh tế mới xa xôi nào khác. Trong nỗi cô đơn tột cùng trong cảnh tù đầy, hình bóng cô bạn gái cứ hiện về chập chờn trong tâm trí tóc tôi đã lai rai năm ba sợi bạc. Dù tuổi đời chỉ mới ba mươi, tôi lén viết thư nhờ em gái ruột chuyển cho cô em gái nuôi của tôi về nơi địa chỉ cũ. Một sự cầu may. Một buổi trưa thứ bảy là ngày thăm nuôi của trại. Người liên lạc viên phụ trách thăm nuôi chạy ra nơi tôi đang lao động, nói anh về trại có thân nhân đến. Ai đến thăm vậy anh? Tôi hỏi. Không phải mẹ anh đâu. Cô nào đấy? Tôi mừng cho anh. Tôi lết thất theo người liên lạc viên đi về trại. Vừa qua khỏi cổng, người công an gọi lại, nói. Anh Hưng, về thay áo quần nhanh lên thân nhân của anh đợi đã lâu rồi tôi thấy một người phụ nữ đứng bật dậy nhìn về phía tôi có thể người phụ nữ đã nghe đúng tên người cần gặp nên đứng dậy chăng tôi nghĩ vậy và tôi cũng nhìn lại nhưng không nhận ra người phụ nữ kia là ai khoảng cách hơi xa về đến phòng, tôi vội vã trút bỏ bộ đồ tù, rửa mặt, lau sơ mồ hôi trên người. Tôi lần tay vào trong bao gối đầu, bao gối làm bằng bao cát công sự cũ. Lấy ra bộ quần áo si vinh nhăn nhúng ra mặt vội vàng. mặc kề tóc tay bầm sầm, râu ria tua tủa từ xa tôi thấy người phụ nữ ngồi trong nhà thăm nuôi chăm bẩm nhìn về hướng tôi đang hấp tấp đi ra tôi linh cảm đó là người em gái nuôi của tôi đúng vậy em gái nuôi của tôi già đi rất rõ thân hình ngày xưa vốn đã ốm giờ càng ốm hơn bộ ngực phẳng lì ẩn dưới làn vải hai cái núm câu nhô lên nhỏ xíu trong phong cảnh thật điều hiu. Tôi lên tiếng trước, anh của em đây, con chào má. Má nuôi của tôi lòm khòm bước tới, lấy khăn chậm nhanh nước mắt rung giọng nói: Dầu con có thay hình đổi dạng bao nhiêu lần, má vẫn nhận ra con mà tôi gục đầu trên vai má nuôi em gái nuôi đưa tay che miệng nhìn tôi sững sờ chết chân em không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đoanh tròng tôi biết em dằn lòng thiệt là khổ sở cho em em vẫn giữ khoảng cách như ngày xưa nhưng ánh mắt tha thiết hơn ân cần hơn trong từng cử chỉ và lời nói có lẽ em không ngờ rằng người anh trai kết nghĩa của mình ngày xưa cao 1m73, phong độ bề vệ. Vậy mà bây giờ trông như một ông già 50. Đôi mắt trũng sâu, chứa đầy u uẩn quay cuồng với tháng năm tù đầy. Râu ria lõm chổng, tóc tai bù xù, nhóm bạc, trông lêu nghêu như một cây sào của người đi giữ vịt tôi nhìn người em gái nuôi mà trong tâm lòng đau thắt dày vò ăn năn và tự hỏi đâu rồi vẻ trẻ trung nhí nhảnh của cô gái Sài Gòn năm xưa nét hồn nhiên tươi tắn của tuổi hai mươi tan biến đi đâu rồi tôi nghiêng đầu quẹt nhanh giọt nước mắt vào mái tóc bạc thúa của má nuôi tôi cũng đã từng làm một lần như vậy trên mái tóc bạc thết của mẹ ruột tôi ở lần thăm đầu tiên. Trại cấm không được khóc. 30 phút trôi qua, làm sao nói hết bao điều muốn nói. Tôi và em gái nuôi nhìn nhau thật sâu, thật lâu. Chúng tôi ngấm ngầm thấu hiểu sự chia ly vẫn còn tiếp diễn Hãy giữ lại trong nhau kỷ niệm những trang thư đầy ấp thân yêu, những hình ảnh đẹp nhất của một thời chưa thể phai nhòa. Sự đời chờ trôi theo dòng thời gian miên viễn chưa chắc đã gặp lại. Một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tắt liệm trên đôi môi khô cằn, nứt nẻ. Em thoáng hiện cho hồn anh nổi sóng ngất ngư bơi trong hồi ức miên man sương rụng giọt lay phay tà áo mỏng xác thân nghe từng phúc hóa điêu tàn gia đình người con trai của má nuôi tôi vượt biên thành công mỹ mãn sau vài tháng tôi đi vô tù đã có tin tức gửi về cho hay Người em gái nuôi của tôi vẫn được cách mạng lưu giữ lại làm việc tại bệnh viện phụ trách bên khoa thần kinh căn nhà bên bờ sông vẫn được ở như cũ không phải bị đuổi đi kinh tế mới tôi còn được mẹ ruột cho biết thêm sau lần đi thăm nuôi tôi trở về mẹ nuôi của tôi bị bệnh rồi chết trước đó một năm ba nuôi của tôi cũng qua đời vậy là ngôi nhà bên bến sông chỉ còn hai chị em đùm bọc nhau mà sống lần thăm nuôi đó cũng là lần thăm nuôi cuối cùng mãi năm năm sau tôi mới được tha về nhìn ngôi nhà mẹ ruột như cái chòi dữ dưa nhìn em gái em trai vất vả nắng mưa trên rẫy đồ đạc trong nhà không còn một thứ gì gọi là đáng giá. Những cái đáng giá đã bán đi hết rồi. Tôi nghĩ búa, liềm, cuốc có lẽ sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời này. Cuộc sống bị một sự quản chế thân xác và cả quản chế trong tư tưởng. Suốt năm chỉ lẫn quẩn trong rừng, trong rẫy, đào xới kiếm miếng ăn còn không đủ. Mấy đứa em gái, em trai của tôi nói Bây giờ bản thân anh còn lo không nổi Huống hồ cưu mang được cho ai? Thời trai trẻ hào hùng của anh đã trôi qua rồi Lại còn phải gánh trên vai suốt đời anh Và con cái của anh sau này Một cái lý lịch ngụy bán nước Anh đừng có mơ mộng hảo huyền những người bạn trai hay bạn gái của anh ngày xưa ở ngoài đời mấy năm qua họ cũng khổ trăm bề anh ạ. À. Đôi khi họ cũng muốn quên đi bản thân, quên đi cả tình yêu và dĩ vãng cho đỡ cực. Thơ văn cũng cùng chung hoàn cảnh bị hất hủi như vậy. Tất cả hãy để yên trong lòng mà nhớ, hãy tìm chút bằng yên trong cái đau khổ tầng cùng để sống mà sống cũng không ra sống không ai giúp đỡ được gì cho nhau trong lúc này hơn nữa người ta đang vận động gom đất ruộng phương tiện sản xuất để vô tập đoàn hợp tác xã làm ăn tập thể tiến lên xã hội mới anh hãy đợi đến một ngày nào đó biết đâu sẽ có một người con gái gồng mình hay liều mạng chịu lấy một tên ngụy bán nước như anh về làm chồng nói ra thật đau lòng chúng em thương yêu anh nên mới nói ra để còn có anh chính bản thân anh cũng hơn một lần tự hiểu mình đang đứng ở tọa độ nào trong cái xã hội mới trong trái tim của những người con gái nếu một mai kia anh sẽ được gặp họ lời em gái của tôi nói quá đúng những người tù cải tạo như tôi trong lòng tràn ngập sự thất vọng mặc cảm xa lạ trên những nẻo đường đã hơn một lần đi qua không thấy bất cứ cái gì thuộc về mình kể cả mây bay gió thoảng cũng không đem lại cảm giác ngọt ngào dịu êm tất cả gần như tê liệt các giác quan cò thần lại như loài cuốn chiếu kỷ niệm tình yêu bàn hữu thơ văn đều xếp lại đem cất giấu vào một góc tối trong tâm hồn mặc cảm đủ điều sợ đủ điều và cũng hoài nghi đủ điều tôi nghe phòng thành người em gái nuôi chuyển qua làm việc tại bệnh viện khác tôi tìm ra và lần dò hỏi chị lao công chị lao công cho biết chị ấy có làm ở đây một thời gian ngắn chị ấy đã nghỉ lâu rồi tôi quay về căn nhà bên bến sông để nhớ về kỷ niệm xưa nhưng nơi đây trống hô một ù cát với cái cần cẩu đang hoạt động một số căn nhà có người ở và buôn bán có vẻ điều hiu. Một số căn nhà vẫn còn, nhưng cửa đóng then cài. Có căn cửa nẻo trống hoang, có căn trở thành đóng gạch vùng. Một vài căn nhà đập bỏ xong đã dọn sạch hết xà bần. Trong số đó có nhà của mẹ nuôi của tôi, mặt nền nhà xi măng lòi ra láng bóng. Mấy cái cọc cừ đỡ sàn nhà ven bờ sông còn sót lại đen thui đen thủi đứng trong trời. Ai đó đặt mấy cái ghế nhựa cũ xì, một cái bàn nhựa trên mặt nền nhà. Bên dưới bàn vài cái vỏ chai bia nằm lăn lóc. Quang cảnh tan hoang, tiêu điều, sơ xác không khác mấy so với thảm trạng tết màu thân năm xưa em gái nuôi ơi anh lang thang trong thành phố Sài Gòn này anh tìm lại những nơi mà anh em chúng ta đã từng ngồi đã từng đi qua nhưng hết rồi anh bây giờ là kẻ hoàn toàn xa lạ với tất cả là kẻ ăn mày tình thương của thế nhân anh là kẻ chiến bại. Anh là kẻ lưu vong trên quê hương của mình. Anh không còn xứng đáng là anh trai của em gái nữa rồi. Tôi đứng lặng thinh dây lâu, mặt dầu dầu nhớ về một thời sum họp yên vui đầm ấm. Dòng sông nước đen ngòm, thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi thấp lên mang theo mùi cống rảnh nồng nàn em gái nuôi ơi bây chừ em ở nơi mô anh mong rằng em sẽ có một gia đình hạnh phúc tôi bước đi như người mộng du tôi sực nhớ ở trong sân bệnh viện có một tượng đài đức mẹ maria ngày xưa ấy tôi và người em gái nuôi có đến nơi đó một vài lần tôi đã đứng trước cổng bệnh viện điên Tôi nhếch môi thầm nghĩ. Chưa đến nỗi phải vô trong đó. Tôi bước nhanh về hướng chợ hòa bình, như chạy trốn một khung trời kỷ niệm bỏ lại phía sau lưng. Trang Y Hạ, tên thật Trần Phước Hân, sinh năm 1950 tại Can Đông, Quế Sơn, Quảng Nam. Thỏ bé theo cha mẹ lên đắc tô con tung sinh sống. Hiện ông đang định cư tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ông sáng tác khá nhiều truyền ngắn, thơ, ca, chủ yếu đăng trên blog cá nhân, các trang văn chương để thỏa mãn đam mê viết lách của mình.